Xin kính chào quý quá anh chị gần xa thân mến. Hôm nay Sài Gòn Go và Ngọc Dẹp có đi đi xuống Cần Đước nè để khảo sát nhà của các anh chị. Nhưng mà có tình cờ thì đi ngang nhà của anh Đạt đã lên chương trình. Thì hôm nay Sài Gòn Go và Ngọc Dẹp cũng ghé đây để quay cho cô chú anh chị xem. Ở trên lúc lên chương trình thì anh Đạt nói là anh ở nhà trọ. Nhưng mà thật sự nhà trọ của anh như thế nào thì mời cô chú anh chị cùng Sài Gòn Dẹp đi vào để xem xét ha, cũng như là có biết thêm nha cô chú anh chị tình hình của cuộc sống của anh Đạt như thế nào ha. Anh Đạt ơi, anh Đạt, trời ơi, nhà ở đây hả? Hôm nay Sài Gòn Ngọc Dẹp xuống đây để coi anh Đạt như thế nào để cho em gắn mít cái hang. Rồi sau khi đã gắn mít cho anh Đạt rồi cô chú anh chị, bây giờ thấy tụi em thấy đây cũng rộng lắm nè, khu vườn rộng nè. Ồ, quá trời, chắc kiểu này chắc kêu anh Đạt dẫn mình đi coi thử coi nhà trọ gì lạ vậy. Anh Đạt. Anh Đạt dẫn tụi em đi đi coi đi anh Đạt. Rồi rồi rồi, đi. Rồi đi đi đi. Vô tư. Cái này là sao anh Đạt, khu vườn này là sao? Khu vườn này là của ông anh. Ông anh à. Ông thấy mình cũng khó khăn quá, ông nói thôi về đây ở trọ ổng đi rồi coi sóc vườn tốt như. Rồi rồi đi đi anh Đạt, đi Đạt, mình coi trước, lát nữa vô em hỏi sẽ hỏi anh sao ha. Rồi khu này dưới đây là gì vậy anh Đạt? Mỹ Lộc, Phước Hậu, Bình Chánh. Không không, em nói là khu dưới đây là mình làm gì ở đây nè. Đây hả? Ừ. Đây chỉ thả rông, gà, vịt, ngỗng rồi thôi chứ. Rồi còn đây gì đây? Nhà để mà giải trí. Còn gì trên đây vậy? Bồ câu á. À cho bồ câu ở hả? Bồ câu tùm lum hết trơn trên này. Tùm lum á, lặn bày bày mà có ai quản lý chăm sóc gì đâu. Trong trong đâu có bồ câu đâu. Nó bay mẹ nó hết rồi, nó ở trên đó đó. Nguyên bày lớn lắm à. Rồi đây trước đi anh Đạt. Nè. Mai quá trời này là mai mai gì anh Đạt? Mai cũng anh đi trước đi anh Đạt để cho bà con coi anh Đạt. Cái này mai thường thôi chứ đâu có ghép, đâu có gì đâu. À mai thường à. Bỏ xuống đại rồi đâu có ai chăm sóc, rồi có đứa nhỏ nó đó. Cháu nội nó kéo nước nó tưới cho ổng mỗi ngày vậy. Như vậy là tưới. Chỗ này là mình lúc trước là mình ở trọ, nhưng cũng mang tiếng ở trọ, nhưng mà được cái người nào mà họ có điều kiện á, họ thuê mình dạng như là vô đây cho mình ở để coi khu ở đây phải không anh? Quản lý giùm, ngó giùm đây thôi chứ thật sự ra người ta thì cũng không có người, bỏ không đây thôi rồi mình về vậy đây đỡ mình... nhà trọ ha. Nhà trọ đó. Rồi rồi mình đi tiếp, bên đây còn trồng gì nuôi gì nữa không anh? Trời ơi gà trồng quá ha, vịt rồi tùm lum hết trơn á. Gà gì giống gà ác quá vậy? Ở đó gà ác á, mà bỏ xuống nhiều thì tối có mấy con vật quang nó vô nó vật chết hoài. Dạ. Bỏ 40 con còn nhiêu đó. Wow. Bữa kia là núi gì bữa nhà anh Đạt? Thì để cái nhà đó nó vô ra vậy đó. Cái khu này là khoảng bao nhiêu mét vuông anh Đạt? Này nó rộng lắm, mấy công. Quá trời quá đất luôn. Dài lắm, bỏ quang kia cỏ mọc lên tùm, đâu có ai chăm sóc đâu. Thôi ở đây cũng thoải mái rồi. Thoải mái. Bây giờ ở đây còn gì nữa anh Đạt? Đây khúc bên này hết rồi anh Đạt. Còn bên kia nó kìa rộng thênh thang luôn. Chuối nữa hả? Cỏ không bển là đâu có ai vô đó làm là gì. Là ban ngày anh ở đây, rồi tới chừng anh đi làm á, anh ngày đi làm thì anh đi xong rồi tối anh về đây ở. Tối về đây ở. Nhà có mấy đứa cháu với mấy đứa con nè. Mấy đứa cháu đứa con thôi ha. Đâu ai đâu. Giờ cuộc sống cũng khỏe ha. Thì thôi giờ mình lên đây mình nói chuyện đi anh Đạt. Rồi, thoải mái không có gì hết. Nó rộng lắm, bây giờ đi 15 phút chưa hết. Vậy hà đó dòng bên kia dòng có cây mận bự lùng lùng đã bự quá vậy nó có tốt. Trái nhiều không? Không trái kìa vậy tốt quá đâu có tốt trái quá không có trái hả? Xuống tới đó luôn không có thấy anh trái Đạt hết. Nhà này là sao anh Đạt? Này là để về giải trí đồ, ổng về giải trí về giải trí đồ hả? Bạn bè ổng về là có chỗ nghỉ lận ha, ăn nhậu thôi chứ. Đúng rồi, thôi giờ mình ngồi đây mình trò chuyện ha anh Đạt. Rồi ngồi xuống đi anh Đạt. Dạ. Này mình tới nhà trọ mà dầm hết hồn luôn. Rồi khoan chờ xíu, đừng nói chuyện. Rồi nãy anh Đạt cũng đi dẫn mình đi coi cái khu này thì nhưng mà hỏi anh là cái anh có biết ở đây là được bao nhiêu ngàn mét vuông không? Không. Không biết luôn hả? Mình không có đo luôn không? Mình chỉ biết là nó rộng cỡ vậy thôi ha. Trên công không quản lý, không có chăm sóc được hết, tại sáng đi làm tối về nghỉ ngơi thôi đi. Rồi anh ở đây chủ yếu là anh ở dạng như là nhà trọ, nhưng mà nó được cái là anh thoải mái ha. Thoải mái. Không tốn tiền gì hết, mình chỉ đi làm mình tốn tiền ăn của mình thôi. Rồi. Đúng rồi.
Thường thường ở đây mấy giờ anh Đạt ngủ? 7-8 giờ là nó vắng rồi, coi tivi nghỉ ngơi luôn rồi, sáng đi làm sớm. À vậy hả? Sáng 6 giờ đi rồi. Thường thường là ở khoảng cuối tuần là ông chủ cũng về đây chơi hả? Ngày nào ông cũng về hả? Ngày nào cũng về hả? À, nhưng mà có bữa thì nhậu đây, có bữa thì không. Thoải mái ha? Thoải mái lắm, mà ổng nhiều lắm, ở đây ổng nhiều. Ổng muốn ghé đâu ổng ghé, đâu có biết được. Nghe anh Đạt nói là quê gốc anh Đạt ở Long An luôn. Cần Đước nè. Cần Đước ha? Cũng kế bên đây. Rồi. Chứ gốc gì thì từ nhỏ tới lớn ở thành phố á. À Sài Gòn thành phố luôn, từ nhỏ tới lớn luôn á. Nhỏ lớn luôn, bà con mình nay ở trên đó. Ở trên đó không à? Có về thăm không anh á? Cũng thỉnh thoảng thôi, có chuyện gì đó điện thoại rồi mình đi. Mà anh giờ hiện tại là đang làm ở Sài Gòn mà. À nhưng mà công việc làm của mình thì mình nghỉ ngơi được có chút xíu rồi, giấc trưa đó rồi mình vô làm tiếp rồi. Dạ. Như vậy nếu mà làm gì thì sau này mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều đó anh Đạt. À, anh có dự định là sau này mà ví dụ như mình có số tiền hay gì á, mà có vợ gì á, mình ra riêng không? Hay là mình vẫn ở đây? Vẫn ở đây chứ. Vẫn ở đây với con cháu rồi chứ đâu có bỏ. Ví dụ như mình có vợ là làm sao mình ở đây được? Chạy tới chạy lui, trời ơi, một ngày anh đi cái 100 cây số là chuyện bình thường. Ông ý em hỏi á, là ví dụ như được, sắp xếp được hết. À sắp xếp ở với vợ chứ đừng như mấy ông kia, nghe mấy ông kia. Mấy ông kia là mất vợ không? Mất vợ gì đó đó, tại vì không chịu ở chung. À bên ngành nói vậy là vậy rồi đó. Ừ đó, em cũng mới phỏng vấn hai người y chang vậy đó. Mới lo đi làm không, tuần lễ mới về một lần, trời ơi. Mình cũng nói chung cái giờ giấc của mình làm cũng ổn định lắm, như là thoải mái lắm chứ không phải gò bó giống như bảo vệ xưa đâu. Anh Đạt có nói ra tiêu chí khi nào mà dụ như đầy đủ điều kiện là mình không còn ở đây nữa không? Cái đó nếu mà có điều kiện không thì mình cũng gắng cố gắng. Bây giờ mình về với vợ rồi, vợ có điều kiện cũng ở đó rồi, không lẽ mình ở đây hoài sao được? Đúng không? Thì cũng đi về về với con cháu cho đâu bỏ con cháu được đâu. À, cũng sắp xếp thời gian đi được, thoải mái lắm. Rồi cái anh Đạt nói là đi về về á, là có nghĩa là sao anh Đạt? Giải thích rõ anh Đạt. Thì cũng 2-3 bữa gì đó rồi nhớ con cháu thì về thăm rồi chạy lên vậy thôi. Mình về thăm xong mình về mình ở với vợ hen. Cái này thì được nè, thì chấp nhận được đi. Chứ mấy ông kia đi xong rồi ăn bún luôn. Rồi ngoài những cái việc đó thì anh Đạt có dự tính gì nữa không? Thì bây giờ cũng chưa có dự tính gì đâu. Lo kiếm tiền ha. Kiếm tiền trước đi, rồi ổn định trước, lâu rồi đó đàng hoàng hết đi. Ổn định trước. Quan trọng là cái người mà đối phương của mình á là có thương mình thật lòng hay không. Thì quan trọng là bây giờ có đồng cảm chia sẻ. Và quan trọng nhất là bây giờ không còn bao nhiêu lâu trong cuộc đời, có đồng hành với mình được hay không thôi. Chấp nhận đồng hành mới là theo như anh Đạt nghĩ là đồng hành thế nào mới là đúng? Đồng hành nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà bây giờ cái thứ nhất là cái đồng cảm, quan điểm là phải đồng với nhau, hiểu nhau, thành thật với nhau, chia sẻ, yêu thương nhau rồi đủ rồi. Tình yêu không vụ lợi đúng không? Không có vụ lợi. Không vụ lợi. Vụ lợi là cái chuyện đó là không có vô cái từ yêu thương. Dạ. Nếu mà có vụ lợi là không có cái từ yêu thương trong đó. Rõ ràng như vậy. Tất cả chuyện gì mà có hơi hám của vụ lợi trong đó là bỏ qua một bên đi. Có đồng tiền vô là nó sẽ làm rối lên liền. Rối liền ha. Cái đó là cái không có được tốt lắm cho cuộc sống đâu. Thế bây giờ anh muốn là như thế nào mới là phù hợp? Phù hợp thì bây giờ tuổi tác thì cũng không quan trọng, hình dáng cũng không quan trọng. Quan trọng là cách suy nghĩ, có đồng điệu với nhau hay không thôi. Giờ bây giờ con cháu thì bên nào cũng vậy. Nếu thương thì phải con cháu bên nào mình cũng phải lo hết. Đúng rồi. Mấy đứa nhỏ bây giờ thí dụ yêu thương nó thì nó yêu thương lại thôi. Rõ ràng. Chứ bây giờ mình theo kiểu là thành thật thì là lúc trên hết thôi. Còn bây giờ mình kêu bằng bài vẽ mọi cách để kia bắt người ta yêu thương mình, hay là nói chuyện đồng cảm, hay là theo ý của người đó cũng không có được đâu. Chân thành là tuyệt đối.
chân thành là nó tuyệt đối. Tình yêu phải chân thành ha. Đúng rồi. Phải chung thủy nữa, không có vụ lợi trong đó nữa. Đúng rồi. Rồi cái dự định mình á là bây giờ lớn tuổi rồi thì cũng phải kiếm tiền, nhưng mà đến một lúc nào đó thì mình chắc cũng phải là dừng kiếm tiền, tại vì nó quá cái số tuổi, mình cũng có phải nghỉ ngơi nữa. Không phải, cái chuyện kiếm tiền bây giờ sức khỏe còn là mình còn làm được. Đúng, thì mình đó, cứ việc làm. Chừng nào mà mình cảm thấy mình làm không được nữa thì nó sẽ xảy ra vấn đề khác nữa. Dạ. Tại vì em nhớ rằng bây giờ một chục cánh cửa mà nó đóng lại hết với em rồi, sẽ có một cái cánh cửa khác nó mở ra. Dạ. Cho em tiếp tục cuộc sống chứ. Vì sau này ví dụ như mà anh làm nghề của anh mà cảm giác như anh hết sức rồi, đi hết được rồi, thì tất nhiên anh về nhà vẫn còn một cái khác để anh làm. Trời, bây giờ nó rất là nhiều ra, nhiều phương diện để mà anh làm lắm, nhưng mà có con gái mình muốn đi cho nó khuây khỏa vậy đó. Đi cho khuây khỏa. Chừng nào hết không đi được rồi tính tiếp hen. Tính tiếp. Ngày nào cũng phải hửi mùi xăng, mùi bụi khói này kia nọ qua phà ý ới đâu té lên té xuống thôi, nó vui chứ còn ở nhà hoài nó chắc lắm. Nó vậy rồi. Đó. Em thấy anh rất là bình dân luôn nè. Trời ơi, đơn giản chừng nào tốt chừng đấy. Nói thật luôn. Càng đơn giản chừng nào cuộc sống người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng chừng đó. Thì đừng có quan trọng về vấn đề. Thí dụ bây giờ nói cho em nghe, một cái đồng hồ trị giá chỉ có 50 ngàn thôi, và một cái đồng hồ trị giá cả tỷ bạc, nhưng mà cái thời gian nó cũng chạy ngang nhau thôi. Cái đó là cái vẻ bề ngoài, còn thực tế là nó sẽ như vậy đó. Thời gian nó cũng vẫn như vậy thôi. Dạ. Mọi người đều biết điều đó. Khoe khoang làm gì, xe xua làm gì. Nhưng mà mình, cũng chính dân, quen cũng chính là cái thời gian mà mình không trân trọng nó cũng sẽ giết đi cái tuổi thanh xuân của mình. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ là mình quý lắm. Cho nên là mình hết. Quý sức khỏe với quý cái thời gian nữa anh. Thời đúng gian rồi. Bên nhau cũng đâu còn nhiều. Đúng rồi, nhưng mà có một cái mình đồng cảm, mình chia sẻ được thì cái điều đó rất tốt. Thì đây quý vị, cô chú anh chị, anh đã lên chương trình để tìm một mảnh ghép đi đến hết cuộc đời. Thì hôm nay Sờn Gô Ngọc Diệp cũng ghé đây để quay cái nhà trọ mà anh thường nói nó sẽ như thế nào. Thực sự đây là một cái nơi để anh nương náu, nó không có mất tiền mà được cái là rất là thoải mái. Cũng là do một cái người quen để anh ở đây coi cũng như là mình giữ nhà với lại quản gia rồi thôi. Quản gia vậy ha, cũng dạng như thuộc quản gia rồi. Mà quản gia này khỏi cần tiền. Cầm cái chỗ ở thôi. Thì cô chú anh chị nào mà thấy anh Đạt có đồng cảm một chỗ nào thì hãy gọi tới chương trình, và thấy anh Đạt cái tính tình ra sao thì mọi người hãy để lại comment và đăng ký kênh Sàn Go và Ngọc Diệp để ủng hộ cho em một like và một đăng ký, một chia sẻ luôn đó, để tụi em có động lực làm những video như thế này thực tế cho mọi người xem. Đây là thực tế luôn nha cô chú anh chị, nhà trọ của anh Đạt ở nha. Nhà trọ. Rồi cuối video rồi, anh Đạt có muốn gửi lời gì đến cái người tới sắp tới với mình không? Thì chỉ mong muốn là sao nếu mà có duyên thì gặp nhau, rồi quan trọng nhất là đồng hành cùng nhau đi được. Chia sẻ, thông cảm với mình về cuộc sống sắp tới và sau này đều vậy. Nếu mà trong này có một cái vụ lợi hoặc là có một cái gì mà không có tôn trọng lẫn nhau hoặc là không có lòng chân thành thì đừng nên đến. Nó rõ ràng là như vậy. Rồi. Để sống như vậy nó không có bị chi phối. Rồi. Thì đó cô chú anh chị, xem ở trên chương trình thì thấy anh Đạt sao có nói hết rồi. Bây giờ xuống đây thì anh Đạt cũng nói y chang vậy thôi. Thì clip này cũng vừa thôi. Nhiều đây thôi cho mọi người tìm hiểu thôi. Tóm tắt lại cái câu chuyện của anh Đạt từ trên chương trình cho đến xuống chương trình. Cho nên là cô chú nào mà xem thì hãy cho tụi em một like đăng ký nha. Rồi bây giờ em xin chào và kết thúc tại đây. Nhưng mà anh Đạt phải chào khán giả trước đã. Chào tất cả cô chú bác cộng đồng mạng đã quan tâm và chia sẻ với chương trình của em Thọ và Ngọc Diệp. Rồi. Bây giờ Sàn Go và Ngọc Diệp xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cô chú anh chị trong những video tiếp theo về những video đi tới nhà của khán giả lên chương trình ha. Rồi cảm ơn anh Đạt nhiều. Chào quý vị ạ.